Khi tôi nói rằng là chị CEO tấn công thầy Minh Tuệ là một điều may mắn và tôi chưa giải thích, thì có lẽ nhiều người sẽ bày tỏ sự ngạc nhiên đó, ủa ông này ông nói gì kỳ vậy, tự nhiên là thầy bị tấn công thì là ông là bảo là may mắn à, có khi nào ông nói ngược là hay không à. Nếu mà bà CEO, chị CEO tấn công thầy Minh Tuệ thì đấy là một cái sự rủi ro chứ, cái điều rủi ro chứ, đúng không à? Nhưng mà thưa bà con, nó tùy theo từng cái góc độ để nhìn. Tôi nhìn cái góc độ này là khi mà bà CEO, chị CEO chưa tấn công thầy Minh Tuệ đó, thì cái người mà thần tượng chị CEO rất nhiều, nhiều lắm à, cực kỳ nhiều. Nhưng mà sau khi chị CEO tấn công thầy Minh Tuệ đó, thì cái lượng người thần tượng đó họ giảm đi nhiều lắm, giảm đi rất nhiều à, phải nói rằng là họ quay lưng luôn. Những cái người mà bình thường thì khó mà chứng minh, nhưng mà tôi chứng minh những cái kênh lớn à, như kênh luật sư Hoàng Duy Hùng, rồi kênh là Vũ Thế Dũng này à, và rất nhiều các cái kênh khác đó, họ quay lưng nhiều lắm. Họ nhìn thấy cái sự thật rõ ràng hơn. Chứ còn nếu như mà trước đây mà chưa có cái chuyện này thì ngay như chỗ kênh luật sư Hoàng Duy Hùng, thì luật sư Hùng cũng là bị mù mờ, không nhận thức được, không nhận rõ được à, cái bản chất của chị Siêu à, do đó luật sư Hùng cũng còn nhầm lẫn và cũng thần tượng chị Siêu à. Như vậy bà con thấy rằng cái không biết cái trời xui đất khiến gì đó làm cho chị CEO tấn công thầy Minh Tuệ, để cái lượng fan của chị CEO này nó giảm sút, giảm sút đến mức tối đa luôn. Chứ còn nếu mà chị CEO mà sau khi về về đời rồi đó à, từ nhà tù ra về đời rồi đó, mà chị CEO lên tiếng gọi là ủng hộ thầy Minh Tuệ, thì tôi không biết được là chị này là được tung hô đến mức độ nào à. Tung hô phải nói rằng là cực kỳ lớn bà con ạ à. Đó. Và không biết với một cái sức mạnh như thế thì mai mốt đây rồi chị sẽ khuynh đảo như thế nào, đó là một vấn đề đó bà con. Đó, đó là một vấn đề phải nói rằng là cực lớn đó. Cho nên thực đó nó may mắn nằm ở chỗ đó. Đó, nhìn góc độ đó thì đó là cái điều may mắn, mà cái này là sự thật. Trời ơi, bà con biết không, fan của chị Hằng lúc trước là vừa ủng hộ thầy Minh Tuệ và vừa ủng hộ chị Siêu. Mà khi chị Siêu về chỉ cần nói một câu một thôi à, chỉ cần lên livestream chỉ cần nói ồ tôi thấy rằng là thầy Minh Tuệ rất là tuyệt vời, chỉ cần nói nhiêu đó thôi là ôi thôi rồi à, ôi thôi rồi, là chị phải nói rằng là được cả những người trước trước kia không ủng hộ chị CEO thì lúc đó cũng quay qua ủng hộ, và cái lực lượng nó lớn biết bao nhiêu. Và trong cái tình trạng như vậy mà một ngày nào đó chị CEO chỉ tấn công vào nhà nước chẳng hạn, thì phải nói rằng là cái sức mạnh kinh khủng khiếp à, tôi nói thật. Cho nên đấy là một cái địa điểm mà phải nói rằng là cực kỳ may mắn cho xã hội. Đấy. Cái này bà con là phải thấy. Chứ còn khi mà trời ơi chị sở hữu một cái lượng fan mà phải nói rằng là Khổng Văn Lồ rồi đó. Đấy không? Khổng Văn Lồ rồi đó. Thì thôi, thôi rồi. À, không còn nói đến cái mức độ nào nữa. Bà con ạ. Thì thôi, ôi thôi rồi. Lượng fan phải nói rằng là lớn kinh khủng khiếp. Đó. Và bà con thấy không? Ngay khi mà chị mới nói rằng là tôi quất không trượt phát nào thôi, là người ta đã rào rào lên ở trên mạng rồi. Đây, và lượng quay xe thì ôi thôi rồi, nó khổng lồ biết chừng nào, nó quá khổng lồ.
khổng lồ đến mức không thể nào khổng lồ hơn được nữa. Đây, rồi thì là gì? Rồi thì khi chỉ quất luôn thì ôi thôi rồi, trời đất ơi, ta nói là coi như là không kể xiết bà con. Đó, cho nên may mắn lắm, rất may mắn. Tôi không phải là nói ngược lại đâu, nhưng mà bà con cứ suy nghĩ đi. Nếu không thì như hổ mọc thêm cánh đấy, không đùa đâu. Chị CEO mà ủng hộ thầy Minh Tuệ thì bản thân chị ấy như hổ mọc thêm cánh. Và nói răm rắp triệu người nghe. Nhưng không phải đùa đâu. Đó. Đó mà là một điều hết sức may mắn cho xã hội. Thấy không? Chị CEO mà bà con tưởng tượng là như thế này. Chị CEO mà chỉ vừa ủng hộ thầy Minh Tuệ rồi chỉ vừa quất trại giam An Phước, tôi lấy ví dụ là như thế này. Chỉ không cần làm cái gì cả. Về ủng hộ thầy Minh Tuệ và quất trại giam An Phước thì ôi thôi rồi. Cái trại giam An Phước phải nói rằng là tan văn nát luôn. Tan văn nát luôn. Tôi nói thật. Đấy, bà con cứ thử hình dung đi. Chỉ cần giờ tôi thấy ở trên mạng bây giờ là thầy Minh Tuệ, thấy không? Là một hiện tượng rất tuyệt vời. Đó, chỉ cần như thế rồi chỉ quay qua thì quất. Quất là trại giam An Phước, quất ngày quất đêm thì thôi ú thôi rồi. Thì coi như dân tình là nó vào nó lùng sục cái nhân sự của trại giam An Phước và nó đem ra mà nó quất cho mà thấy cảnh luôn. Và nó sôi sục lên là cả nước, mà tôi nói bản thân trại giam An Phước thì hai vợ chồng của cái người giám thị đó thì phải nói rằng là thôi thua luôn. Không thể nào mà coi như là ngộp thở luôn á, tôi nói thật sự. Cho nên rất may mắn bà con, rất may mắn. Hoặc là chỉ vừa là nói ủng hộ thầy Minh Tuệ rồi vừa quất quất ai đó, nghe không? Quất kể cả quất một cái ông bự nào đó thì cũng rất là mệt mỏi. Chứ không phải đùa, rất mệt mỏi. Là bởi vì sao? Dân nó cứ nhao nhao, fan của chị nhao nhao, ngày nào là cũng lên cũng chửi cái ông bự đó. Mấy bữa chị có hé ra là chị quất là cựu chủ tịch nước là, mà may mà không xảy ra cái chuyện hổ mọc thêm cánh. Chứ còn cái cổ đó, cái hổ mọc thêm cánh kiểu đó thì thôi ôi thôi rồi, ôi giời ơi, cái gọi là ôi giời ơi, rất kinh khủng. Nó như một trận động đất, động đất phải nói là cực mạnh, động đất cực lớn, động đất mà gọi là không thể nào là có trận động đất nào mạnh hơn bà con. Cho nên cũng may mắn cho xã hội.